truyền thống của Việt Nam chúng ta để ăn mừng Tết Nguyên Đán năm 2021 và là năm Tân Sửu. Đây là bánh tét và đây là bánh chưng. Ngoài ra chúng ta sẽ có bánh ú. Và chúng ta sẽ vào bếp để thực hiện nha các bạn nha. Thank you.
thì giờ Châu mời các bạn dùng thử cái món bánh tét nha. Bánh tét thì sẽ có củ cải muối ăn cùng. Xin mời cả nhà nha. Rất là ngon nha mọi người. Rất là ngon luôn á. Bánh thì rất là dẻo và vừa, cái vị rất là vừa ăn nha mọi người ơi. Cái nhân trứng muối á các bạn, cái lòng đỏ trứng muối thì ăn rất là béo nha. Ăn kèm với củ cải thì nó giòn 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 giòn. Ngon lắm mọi người ơi. Chưa đăng ký thì nhớ bấm nút đăng ký để theo dõi và cái chuông theo dõi những video mới nhất của Châu nha các bạn. Và năm mới sắp đến thì Châu cũng chúc cho mọi nhà, mọi người được một năm an khang, thịnh vượng, có nhiều sức khỏe, có nhiều niềm vui. Và cảm ơn các bạn đã theo dõi hết cái video. Xin chào và tạm biệt các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những cái video lần sau. Bye bye.